Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Invicta đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Ora bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng. Khi khách hàng đặt mua trực tuyến qua website, các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và đã được kiểm tra một lần tại Mỹ rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành phối hợp để có thể kiểm tra một lần nữa cũng như là cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất về một sản phẩm ngày hôm nay. Bên trong chúng ta sẽ có một chiếc mã vạch với mã của chiếc đồng hồ. Dưới chúng ta sẽ có một hóa đơn nè. Sẽ lấy ra đơn từ nhà cung cấp rất là đơn giản thôi. Tạm thời mình sẽ để qua một bên nha. Thì đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc bóp màu vàng rất là nổi bật của Invicta. Bên hông thì chúng ta sẽ có một chiếc tem do hãng họ dán lên với tên của sản phẩm, bên trong là Invicta 38418. Các bạn có thể đánh chính xác mã này vào trang chủ của ship.vn để có thể mua được sản phẩm với giá tốt nhất. Bây giờ mình sẽ tạm thời lấy lớp giấy bên ngoài ra nha. Đây, một cái tông màu vàng cực kỳ quen thuộc. Đây, tông màu cũng được Invicta rất là ưa chuộng. Rồi nói sơ về thương hiệu Invicta cho những bạn nào chưa biết thì Invicta bắt đầu là một công ty đồng hồ của Thụy Sĩ vào năm 1837. Hãng đã được thành lập bởi Raphael Picasso tại La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ. Vào đầu những năm 80 thì Invicta bị phá sản và hãng được bán vào năm 1983 cho Ondis SA. Công ty tiếp tục sản xuất đồng hồ Invicta ở Pell. Nhưng điều này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì Ondis sau đó đã phải đóng cửa do doanh thu khá là đáng thất vọng. Invicta được tái thành lập vào năm 1991 khi thương hiệu này được mua lại bởi các chủ sở hữu người Mỹ. Và vào tháng 2 năm 2020, thì Invicta tuyên bố rằng họ đã hợp tác với Authentic Brand Group, viết tắt của ABG. Công ty này thì thường xuyên sản xuất đồng hồ hợp tác với các công ty và người nổi tiếng, bao gồm nghệ sĩ Romeo Brito, công ty Marvel Comics và công ty DC Comics, cùng với đó những người khác nữa. Đó là một số thông tin cơ bản về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nha. Bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta, bên trong hộp. Bên trong chúng ta sẽ có một tờ giấy note của hãng nè. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, cùng với chiếc gối khá là lớn. Phía dưới chúng ta sẽ có một túi hút ẩm nè, cùng với sách hướng dẫn của Invicta rất là đơn giản. Túi hút ẩm này khá là tiện dụng nha các bạn, và nó cực kỳ cần thiết đối với những chiếc đồng hồ mã BVD như thế này đây. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Như các bạn có thể thấy, sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100% nguyên siêu. Siêu mặt của chúng ta đây, họ đang dán khá là đẹp. Siêu dây nè, siêu dây thì họ quấn cực kỳ kỹ luôn. Các bạn có thể thấy siêu khóa nè. Và chúng ta sẽ có một lớp siêu đáy luôn. Đây, lớp siêu đáy chúng ta cũng có được chỉ đỏ cho chúng ta biết chúng ta có một lớp siêu đáy phía sau này. Đầu tiên, mình sẽ chia sẻ về sản phẩm, tên của sản phẩm ngày hôm nay. Đó là Invicta Aviator Workman Watch, một mẫu sản phẩm dành cho nam giới sử dụng pin nè, đến từ bộ sưu tập Aviator của Invicta. Với mã sản phẩm sẽ là 38418 như lúc nãy mình có nói rồi. Đường kính của mẫu này sẽ là 43mm, thích hợp với các bạn nam với cổ tay từ 18cm lên tay sẽ cực kỳ tuyệt vời. Độ dày của mẫu này cũng chỉ là 12mm, cũng tương đối là dày vì đây là một mẫu đồng hồ nó thuộc dạng nha, dày nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy. Tuy nhiên trên cổ tay nam giới thì nó sẽ cực kỳ nổi bật với cái size mặt 43mm như thế này. Kính được sử dụng cho mẫu này sẽ là kính khoáng. Thông thường thì chúng ta sẽ thường thấy mẫu kính Flame Fusion có trên Invicta. Tuy nhiên thì nó cũng tương tự như kính khoáng mà thôi. Nó cũng vẫn có khả năng chống va đập khá là tốt nè, hạn chế trầy xước và dễ dàng đánh bóng lại khi trầy nhẹ. Rồi, khả năng của hai loại kính này nó cũng tương đồng với nhau. Mặt số của chúng ta sẽ được làm bằng kim loại với tông màu xanh lục ngọc lục bảo. Màu xanh này là biểu tượng của mùa xuân, là sự sinh sôi nảy nở của lá rừng tự nhiên nè, thiên nhiên nè, thịnh vượng và cuộc sống. Đây cũng là màu của sắc đẹp của tình yêu và hy vọng. Tông màu này hiện đang rất là hot trên thị trường hiện nay nha các bạn.
Về phần mặt số, đầu tiên là về viền benzen, chúng ta sẽ thấy ngay một chiếc viền benzen khá là trơn bóng, được chế tác đánh bóng toàn bộ luôn với lớp mạ PVD màu vàng hồng cực kỳ sang trọng. Bên trong chúng ta sẽ thấy ngay các cọc số được thiết kế đơn giản là cọc số đơn. Riêng cọc số 12 giờ chúng ta sẽ thấy ngay cực kỳ ấn tượng, đó chính là chiếc logo của Invicta luôn. Họ đã sử dụng chiếc logo này thay cho cọc số 12 giờ, rất là nổi bật. Tên thương hiệu thì đặt ngay dưới đó, đây là cũng là góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Water Resistant, khả năng kháng nước là 50m nè. Và phía bên phải đây chúng ta sẽ thấy ngay cửa sổ lịch ngày ở góc 3 giờ truyền thống, cùng với đó là một chiếc kính lúp giúp chúng ta có thể dễ dàng quan sát hơn ngày giờ. Cọc số chúng ta vẫn có đầy đủ 3 cọc số chức năng, xin lỗi các bạn, 3 bộ kim chức năng, kim giờ, phút, giây. Ở kim giờ và kim phút chúng ta cũng được trang bị lớp luminoid, cũng như các cọc số đều được trang bị lớp luminoid. Riêng cọc 12 giờ thì nó đặc biệt rồi. Lớp luminoid này các bạn cần để phải sạc đầy dưới trời nắng mạnh khoảng từ 15 đến 20 phút. Và khi đó khi các bạn quan sát trong điều kiện thiếu sáng thì nó sẽ phát huy tác dụng rất là rõ ràng. Nó sẽ sáng lên rất là rực rỡ, giúp chúng ta có thể dễ dàng quan sát trong điều kiện thiếu sáng như thế. Rồi đó là về phần mặt số. Ngoài ra các bạn có thể nhìn nghiêng nè, các bạn có thể thấy được là các họa tiết trên phần mặt số được đánh vân rất là đẹp. Đây được gọi là vân GUC, đó là tên gọi chung của các họa tiết rất là nhỏ lặp đi lặp lại vô số lần như thế này. Tên gọi chung của tất cả các họa tiết trên mặt số đồng hồ hoặc là một số bộ phận cơ quan có trong đồng hồ, như các đồng hồ cơ khí các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được. Các bộ phận bên trong thì họ đánh vân thì tất cả đều được gọi là vân GUC. Cái công nghệ chế tác được cái vân này cũng khá là cầu kỳ. Thứ nhất là bằng phương pháp thủ công thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như là tay nghề của người thợ đòi hỏi rất là cao. Thứ hai thì bây giờ họ đã sử dụng một cái máy tiện hình học tên là Raw Engine, cũng khá là cao cấp nha các bạn, để đánh được cái loại vân như thế này. Về phần nấm vặn chính của chúng ta được thiết kế khá là lớn nè, một cái thiết kế cũng tương đối nổi bật và cũng là làm nên tên tuổi của Invicta. Thiết kế một cái chiếc nấm vặn khá là lớn như thế này, trên đầu nấm mà chúng ta cũng thấy là logo Invicta với hình chữ thập rất là nổi bật, tăng cái độ nhận diện thương hiệu cho mẫu đồng hồ của chúng ta hơn. Phần nấm vặn này chúng ta cũng được mạ PVD màu vàng gold rất là đẹp. Phần thân vỏ chúng ta sẽ thấy ngay hai bên thân vỏ chúng ta sẽ có chế tác đánh bóng hoàn toàn, mang lại cái nét sang trọng cho mẫu đồng hồ. Ở bên cạnh đó hai phần lớp trên chúng ta sẽ có chế tác đánh phay xước, tạo nên cái nét chắc chắn cũng như là nam tính cho mẫu đồng hồ của chúng ta. Kết hợp với khung vỏ chắc chắn là chúng ta sẽ có ngay một bộ dây đeo của bằng thép không gỉ 316L. Và nhìn chung thì các bạn có thể thấy nè, từ khung vỏ, viền benzen cũng như dây đeo, tất cả đều được hoàn thiện bằng thép 316L. Đây là một loại thép không gỉ có chức năng chống ăn mòn tổng thể tốt trong môi trường nước biển hoặc là các chất lỏng có tính axit như là mồ hôi. Bên cạnh đó thì thép này cũng có chức năng chống lại các đặc tính từ tính khá là tốt. Đây là một chức năng tương đối là quan trọng dành cho các mẫu đồng hồ. Phần dây đeo chúng ta sẽ thấy ngay là họ thiết kế một cái dây đeo với các mắt khá là nhuyễn nè. Cùng với đó là thiết kế 5 chỉ, hai chỉ giữa nhỏ sẽ được mạ PVD màu vàng gold rất là sang trọng. Hai chỉ ngoài cùng nó sẽ lớn hơn và được đánh phay xước, tạo nên cái điểm nhấn riêng cũng như là cái nét chắc chắn cho mẫu đồng hồ chúng ta khi chúng ta lên tay. Và cái thiết kế dây đeo này chúng ta thường thấy nhất là trên các mẫu đồng hồ Rolex đó các bạn, một cái hãng cực kỳ nổi tiếng thuộc dòng đồng hồ xa xỉ nha các bạn. Khóa được sử dụng cho mẫu này chúng ta sẽ có khóa một lần gập, với trên mặt khóa chúng ta cũng thấy ngay là tên thương hiệu Invicta cùng với logo khá là lớn, rất là ấn tượng, tăng cái độ nhận diện cho mẫu đồng hồ thôi. Tổng thể thì chúng ta sẽ có một cái tông màu demi rất là sang trọng. Tông màu này cũng được rất là nhiều quý ông yêu thích nha. Phần đáy của đồng hồ chúng ta sẽ có một thiết kế đáy kính rất là quen thuộc trên các mẫu đồng hồ sử dụng pin. Và bên trong thì chúng ta cũng sẽ có bộ máy pin đến từ Nhật Bản có tên là BC32 được Invicta mua đến từ Nhật Bản. Chúng ta phía trước trung tâm nè, chúng ta sẽ thấy ngay tên của bộ sưu tập là Aviator, hình một chiếc máy bay có nghĩa là phi công đó các bạn. Và chúng ta sẽ có một cái câu slogan "Don't make me work when I want to fly", tức là đừng bắt tôi đi bộ khi mà tôi muốn bay. Đó là cái câu slogan cho cái bộ sưu tập này. Chúng ta cũng thể có thêm một số cái thông tin như là khả năng kháng nước 50m nè, All Standard Steel, rồi mã của sản phẩm luôn nha các bạn, 38418. Đó là những cái thông tin mình cũng đã trình bày rồi. Rồi, nhìn chung thì mẫu đồng hồ ngày hôm nay của chúng ta mang một cái phong cách thể thao với kiểu dáng cổ điển không bao giờ lỗi thời. Đây, nó cũng tương đối là nhìn nó hơi thể thao một chút xíu nha các bạn. Nhưng không sao, nó vẫn có một cái thiết kế chuẩn wristwatch như các bạn có thể thấy đây.
vì cái độ dày của nó, cho nên mình nói nó hơi thể thao một chút xíu vì nó sẽ nổi lên trên cổ tay của nam giới, thích hợp với các bạn nam nào đang theo đuổi phong cách thanh lịch nè, sang trọng từ một chiếc đồng hồ chuẩn wristwatch như thế này, với một cái tông màu mặt số cực kỳ hot hiện nay, một tông màu xanh lục và xanh ngọc lục bảo này. Đó là một số góc quay thực tế về mẫu sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của exip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến dòng đồng hồ này. Hiện tại tại exip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như là giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến exip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại exip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.